chí Hi-Fi TV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Nguồn gốc xuất xứ cũng như danh tiếng của nhà sản xuất luôn là một trong những yếu tố hàng đầu để khách hàng lựa chọn và đánh giá một sản phẩm nào đó. Nhật Bản, Mỹ hay Đức luôn được biết đến như những quốc gia có nền công nghệ tiên tiến đi đầu thế giới. Những thiết bị điện tử ra đời từ các quốc gia này luôn được tích hợp những tính năng ưu việt nhất và có những bước đột phá về kỹ thuật. Điều này luôn được coi là đúng dù ở bất cứ lĩnh vực nào, kể cả âm nhạc. Trong số này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những hãng âm ly tầm trung nổi bật nhất trên thị trường hiện nay. Trong các hãng được chúng tôi đề cập, có những tên tuổi đã nổi bật ở Việt Nam hàng chục năm nay, có những thương hiệu khá mới lạ, nhưng tất cả đều có chung đặc điểm là sở hữu lượng sản phẩm khá lớn ở nhiều phân khúc giá. Đồng thời, có khả năng đem đến chất âm high-end cho tất cả mọi người. Hay nói cách khác, những chiếc âm ly của họ luôn là những sản phẩm tốt nhất trong tầm giá. Vậy thì, đó là những sản phẩm nào? Không như nhiều người vẫn nhầm tưởng, Marantz thực tế không phải là một thương hiệu gốc từ Nhật. Hãng âm thanh này được thành lập vào năm 1953 tại Mỹ và mang tên người sáng lập Saul Bernard Marantz. Người đàn ông này đã dành khá nhiều thời gian tại nhà riêng để mày mò thiết kế chiếc âm ly, tất cả nhằm mục đích khắc phục những nhược điểm của các bản ghi âm thời đó. Với phát minh về linh kiện bán dẫn đầu những năm 1960, Marantz và các cộng sự đã chế tạo thành công âm ly Model 18, thiết bị đầu tiên tích hợp được cả Pre-amp, Power-amp và bộ thu sóng radio vào trong thân máy. Đây chính là tiền thân của các AV receiver cao cấp sau này. Thế nhưng năm 1964, do gặp khó khăn về tài chính khi đầu tư phát triển Model 10, Marantz buộc phải bán lại công ty của mình cho hãng Superscope của Nhật. Tuy vậy, ông vẫn giữ cương vị giám đốc cho tới năm 1968. Cùng với sự chuyển giao này, thì việc sản xuất ra thành phẩm của Marantz đã chuyển về Nhật Bản, trong khi phần thiết kế công nghệ vẫn được duy trì tại Mỹ và Marantz chỉ thực sự thuộc về tay người Nhật từ tháng 5 năm 2001. Kể từ năm 2010, nhằm phát triển và mở rộng cơ hội kinh doanh, các sản phẩm của Marantz được tái cơ cấu lại để khẳng định mạnh mẽ hơn thương hiệu của mình. Những chiếc âm ly đèn không còn là mục tiêu tập trung của hãng nữa. Thay vào đó, nhóm sản phẩm chính của Marantz giờ đây bao gồm AV Receiver, đầu đĩa Blu-ray, các hệ thống Hi-Fi và High-End. Những mẫu đèn AVR thế hệ mới vẫn sẽ trung thành với phong cách Marantz truyền thống. Tuy nhiên, nắp cửa trước đơn giản hơn và thân máy mỏng hơn. Bo mạch bên trong có nhiều cải tiến, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra âm thanh và hình ảnh chất lượng cao hơn. Đáp ứng nhu cầu giải trí hiện đại, các AVR mới có nhiều cổng kết nối hơn dành cho các thiết bị ngoại vi như iPod, iPhone, Internet, kết nối không dây Bluetooth hoặc Wi-Fi, cổng HDMI chuẩn 4K, âm thanh vòm. Tất cả nhằm đem đến những trải nghiệm tiện lợi nhất cho người sử dụng. We'll be right back.
còn một yếu tố nữa khiến sản phẩm Emotiva rẻ hơn những hãng khác, đó là họ không tốn quá nhiều tiền vào hệ thống phân phối hay bán lẻ. Thay vào đó, khách hàng có thể đặt mua trực tiếp sản phẩm của Emotiva ngay trên trang web của hãng, điều mà không phải bất cứ hãng nào cũng làm được. Những năm gần đây, Emotiva bắt đầu đẩy mạnh khâu kinh doanh và marketing, phát triển đáng kể cho mạng lưới phân phối toàn cầu của mình. Thế nhưng, tôn chỉ giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm vượt xa số tiền mà người dùng bỏ ra vẫn được giữ nguyên như những ngày đầu. Với người chơi âm thanh thì cái tên Pioneer phải nói là quá quen thuộc bởi những sản phẩm đã làm nên tên tuổi của hãng. Có thời gian thành lập và phát triển 80 năm, Pioneer hiện nay là một trong những hãng âm thanh hàng đầu và có thể được coi là nổi tiếng nhất nhì thế giới. Ngược dòng lịch sử, vào năm 1937, người chủ đầu tiên của hãng khi đó, ông Nozomu Matsumoto đã thành công trong việc chế tạo ra mẫu loa Pioneer mang công nghệ Hi-Fi Dynamic đầu tiên trên cả nước Nhật. Ngay từ khi mới thành lập, đó là một bước đệm to lớn để hãng này phát triển nhanh chóng và nó cũng là nền tảng cho mọi thế hệ loa Hi-Fi tiếp theo mà người Nhật dùng để chinh phục thế giới. Sang tới năm 1938, Nozomu Matsumoto lại tiếp tục sáng lập một công ty nhỏ, tiền thân của tập đoàn Pioneer Corporation sau này. Cái tên Pioneer trở thành tên gọi chính thức vào năm 1961 và được giữ nguyên cho tới ngày nay. Dù đã 80 năm trôi qua, nhưng với vị thế là người tiên phong và sáng tạo không ngừng, Pioneer đã trở thành một lá cờ đầu trong việc đem chất lượng âm thanh Nhật Bản tiến ra toàn thế giới. Triết lý hoạt động của hãng tạm dịch là lay động con tim và chạm đến tâm hồn. Nó được xem là sự thể hiện cho tinh thần tiên phong và đi đầu của Pioneer. Không chỉ dừng lại ở đó, nắm bắt xu hướng thời thượng, hiện tại Pioneer đang tập trung vào mảng điện tử xe hơi và đặt mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu về thông tin giải trí toàn diện, tạo sự thoải mái, thích thú, đáng tin cậy và an toàn trong suốt việc phát triển các công nghệ tiên tiến và cung cấp dịch vụ giải trí ngay trong chính chiếc xe của người dùng. Với các audiophile ở Việt Nam, Denon không phải là một thương hiệu xa lạ. Hầu như ai cũng từng một lần sử dụng Denon trong hệ thống nghe nhạc, xem phim của mình. Trên thị trường nghe nhìn Việt Nam hiện nay, các sản phẩm của Denon có độ phủ khá rộng cả về chủng loại lẫn giá cả. Từ những chiếc đầu CD giá phổ thông cho đến những bộ loa âm ly lên đến gần 100 triệu đồng, dường như phân khúc nào cũng có dấu ấn mà Denon để lại. Có thể nói, Denon là một trong những thương hiệu audio phổ biến nhất, được nhiều người chuộng bởi chất lượng âm thanh, tính kinh tế, độ tiện dụng và những công nghệ hàng đầu được tích hợp trên sản phẩm. Tuy nhiên, ít người biết được rằng sau thương hiệu Denon quen thuộc là cả một đế chế đã vào tuổi bách niên. Với gần 110 năm kinh nghiệm, Denon có thể khiến bất kỳ một hãng sản xuất audio nào cũng phải ghen tị với số lượng phát minh, sáng chế của họ trong lĩnh vực audio cũng như hàng loạt giải thưởng danh giá trong lĩnh vực nghe nhìn, giải trí tại gia cũng như trong nền công nghiệp ghi âm, phát thanh. Với 108 năm tuổi đời, có thể nói lịch sử của Denon gắn liền với lịch sử của ngành công nghiệp âm thanh thế giới. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu về một vài thương hiệu âm ly tầm trung nổi bật trên thị trường. Có thể thấy, với tiêu chí high-end dành cho tất cả mọi người, những hãng âm ly luôn được các audiophile đánh giá cao, cho dù sản phẩm của họ chưa phải là high-end thực sự. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.